à về danh hỏi bài minh phí trả lời tức thì vào thư viện Nam tải ngay về danh chào mừng tất cả các con đã đến với tiết học vở bài tập môn toán lớp 2 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống và trong video ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với cô tìm hiểu bài 41 phép chia tiết 1 và cô sẽ có bài tập đầu tiên đề bài yêu cầu là nối theo mẫu sau đây chúng ta sẽ có ba ý này ba câu hỏi ứng với ba phép tính nhân và chia câu hỏi thứ nhất cô có là có ba đèn ông sao mỗi đèn có năm cánh sao hỏi có tất cả bao nhiêu cánh sao à, với câu hỏi này chúng mình sẽ sử dụng cho cô phép tính gì đấy ạ nào có ba đèn ông sao mỗi đèn lại có năm cánh sao Vậy thì để tính được xem là có tất cả bao nhiêu cánh sao, mình sẽ sử dụng cho cô phép tính nhân. Đó là 5 x 3 bằng 15. Đúng chưa nhỉ? Tương tự như vậy với hai câu hỏi còn lại, chúng ta sẽ cùng quan sát và suy nghĩ cho cô nhé. Câu hỏi số 2. Đếm được 15 cánh sao. Hỏi có bao nhiêu đèn ông sao 5 cánh? À câu hỏi này hơi ngược một chút đúng không? Vậy thì các con sẽ sử dụng cho cô phép tính gì đấy nhỉ? À, chúng mình sẽ sử dụng phép tính chia nhé. Các con sẽ lấy 15 chia 5 bằng 3. Đúng chưa nào? Có 3 đèn ông sao 5 cánh. Và câu hỏi cuối cùng. Có 15 bông hoa dán đều vào 3 đèn ông sao. Hỏi, mỗi đèn ông sao có mấy bông hoa? À, ban đầu cô đang có 15 bông hoa này. Mình sẽ dán đều vào 3 chiếc đèn ông sao. Vậy để tính được xem là mỗi đèn ông sao có bao nhiêu bông hoa, các con sẽ thực hiện phép chia. Đó là 15 chia 3 bằng 5 bông hoa. Rất là đơn giản phải không nào? Nổi bài số 2. Hãy điền số thích hợp vào những ô trống theo mẫu sau đây. Ví dụ ở đây cô có phép nhân 2 x 5 bằng 10. Từ đó chúng mình có thể suy ra được hai phép chia. Thứ nhất là 10 chia 2 bằng 5. Và thứ hai là 10 chia 5 bằng 2. Đúng chưa nào? À, vậy tương tự như vậy, nó sẽ hoàn thành nốt cho cô với ba phép tính còn lại. Cô có ý A nhỏ. 5 x 4 bằng 20. Vậy 20 chia 5 bằng 4. Và 20 chia 4 bằng 5. Ý B nào. 5 x 3 bằng 15. Từ đó cô sẽ có 15 chia mấy nhỉ? Chia mấy bằng 3 đây ạ. À chúng mình có 15 chia 5 bằng 3 và 15 chia 3 bằng 5. Ý C nào. 2 nhân 3 bằng 6. À vậy cô sẽ có 6 chia 2 bằng 3. Hoặc các con có thể ghi là 6 chia 3 bằng 2, đều được, được không nhỉ? Phép tính ở dưới sẽ là 6 chia 3 bằng 2. Mình hoàn toàn có thể đảo ngược hai phép tính này cho nhau cũng được nhé. Rồi, bài số 3. À, cũng là một bài điền số thích hợp vào những ô trống còn thiếu sau đây. Từ 3 thể số 2, 6 và 3, chúng mình lập được hai phép chia. Đó là, đầu tiên cô sẽ có là 6 chia mấy nhỉ? Chia 2 hoặc là chia 3 đều được. Đúng không ạ? Cô sẽ chọn chia 2 trước, được không nhỉ? 6 chia 2 thì sẽ bằng 3. Và phép tính thứ hai là 6 chia. Ở trên thì cô đã thực hiện chia 2 rồi. Như vậy phép tính ở dưới các con sẽ thực hiện là chia 3. Thì được kết quả bằng 2. Rất là đơn giản phải không? Và như vậy là cô trò chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 3. Và đây cũng là bài tập cuối cùng kết thúc tiết 1 của chúng ta ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các con trong các video tiếp theo. Cô chào tất cả các con. Chào mừng tất cả các con đã đến với tiết học vừa bài tập môn toàn lớp 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Và trong video ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng với cô tìm hiểu bài 41, phép chia, tiết 2. Cô sẽ có bài tập đầu tiên nào, bài số 1. Hãy điền số thích hợp vào những ô trống còn thiếu trong bảng sau đây. Chúng mình sẽ cùng với cô quan sát. Bảng đầu tiên cô có chính là bảng nhân. Đúng nào, chúng mình sẽ thực hiện phép nhân bằng cách lấy thừa số thứ nhất nhân với thừa số thứ hai. Cô ví dụ 2 x 6 bằng 12. Tương tự chúng mình sẽ có 2 x 7 bằng 14. 2 x 8 bằng 16. 2 nhân 9 bằng 18. 2 nhân 10 bằng 20. Ở đó là ý A. Ý B nào? Ý B thì chúng ta sẽ thực hiện cho cô là phép chia. Đúng không ạ? Các con sẽ lấy số bị chia, chia cho số chia. Cô lấy ví dụ 12 chia 2 bằng 6. Tương tự nào? 14 chia 2 bằng 7. 16 chia 2 bằng 8. 18 chia 2 bằng 9. Và cuối cùng là 20 chia 2 bằng 10. Rất là đơn giản đúng không? Bài số 2 à, cũng là một bài điền số thích hợp vào những ô trống còn thiếu sau đây bằng cách các con sẽ thực hiện cho cô các phép tính nhân và các phép tính chia. Với IA cô sẽ có 2 cm nhân 6 bằng bao nhiêu cm? Các con chỉ cần thực hiện cho cô là lấy 2 nhân với 6 được kết quả bao nhiêu thì chúng mình sẽ điền vào ô trống còn thiếu. Được không nào? Chúng ta sẽ cùng với cô thực hiện bắt đầu từ ý A nhé. Cô có này, 2 cm nhân 6 bằng 12 cm. Đúng chưa nhỉ? 12 cm chia 2 bằng 6 cm. 18 cm chia 2 bằng 9 cm. Ý B. 2 kg x 5 bằng 10 kg. 10 kg chia 2 bằng 5 kg. 16 kg chia 2 bằng 8 kg. Ý C. 2 lít x 7 bằng 14 lít. 14 lít chia 2 bằng 7 lít và cuối cùng là 20 lít chia 2 bằng 10 lít Được chưa nào? Rồi bài số 3 à, Cũng là một bài điền số tiếp tục đúng không? Ý A nhỏ Cô chia băng giấy dài 6cm thành 3 phần bằng nhau Hỏi mỗi phần sẽ dài bao nhiêu cm? Mình sẽ cùng quan sát này Ở đây cô sẽ có một băng giấy ban đầu là đang dài 6cm Như vậy nếu như cô chia thành 3 phần bằng nhau thì mỗi phần sẽ dài bao nhiêu cm? Mình sẽ thực hiện bằng cách chiều dài mỗi phần là lấy chiều dài của băng giấy ban đầu là 6 này chia cho chúng mình chia 3 phần thì chúng ta sẽ chia 3 đúng nào, cô được kết quả bằng 2cm đáp số 2cm à, vẫn là băng giấy đó Nhưng cô chia thành hai phần ở ý b được chưa, cô chia thành hai phần bằng nhau nhé vậy thì mỗi phần sẽ dài bao nhiêu cm nhỉ ở trên thì chúng mình lấy 6 chia 3. Như vậy ở dưới cô chỉ chia thành 2 phần thôi thì các con sẽ lấy 6 chia mấy đây ạ? À chia 2 đúng không? Bằng 3 cm. Đáp số 3 cm. Đơn giản phải không nào? Rồi bài cuối cùng. Bài số 4. Robot chia 15 lít nước mắm vào các can, mỗi can 5 lít, hỏi được bao nhiêu can nước mắm như vậy? À. Bạn robot có một can nước mắm to là 15 lít này. Bạn chia vào các can và mỗi can có 5 lít. Như vậy để để biết được xem là bạn chia được bao nhiêu can nước mắm thì chúng mình sẽ thực hiện cho cô phép tính. Phép tính chia đúng không nào? Số can nước mắm là 15 chia 5 bằng 3 can. Đáp số 3 can. Được chưa ạ? Vậy là cô trò chúng mình đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập số 4 và đây cũng là bài tập cuối cùng kết thúc tiết học của chúng ta ngày hôm nay hẹn gặp lại các con trong các video tiếp theo cô chào tất cả các con khóa học về dách sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh trải nghiệm ngay khóa học của về dách